trước. Mỗi một tớp vài chục anh. Trước mặt quý vị là cầu Sài Gòn. Bắc qua sông Sài Gòn, thượng nguồn sông Sài Gòn ở đây. Nhưng mà thực sự thượng nguồn của nó là ở ngay cái cầu vành đai biên giới bên hướng cái Lộc Ninh á. Còn khu này là Bình Long. Bước qua đây là nó thuộc về đất của Tây Ninh rồi đó. Không biết nó là cái huyện gì nhưng biết là đất của Tây Ninh. Còn bên kia là sau lưng nó chạy thẳng là vô Tống Lê Chân, thuộc Hớn Quảng. Hồi trước là nó Bình Long, bây giờ nó thành Hớn Quảng. Tại khu này là hai cái khu mà hồi xưa nó là vùng rừng đó quý vị, nó giáp giữa hai cái vùng rừng của Bình Phước với lại Tây Ninh, nó gần với biên giới Campuchia thử. Rừng nó còn nhiều, tôi cũng chưa biết cái huyện này huyện gì của Tây Ninh nữa. Tỉnh lộ là 7785 đi tí coi nó thuộc cái huyện gì của Tây Ninh. Thì thấy không, cây cối còn sùm luôn, đẹp ghê luôn. Lần đầu tiên tôi cũng đi con đường này luôn. Những con đường này nó mát mẻ, không bị ô nhiễm, không sợ, không bị áp lực về xe cộ giao thông. Thuộc huyện nào nhưng mà tôi biết đường này đi lên mấy cái cửa khẩu xe mát cà tum được chàng riệt rồi nhé bà con, để chút coi biết à.
chi trả dịch vụ môi trường rừng tương lai sinh Nam rồi. Đúng rồi quý vị, khu này nó còn nhiều là cái rừng này đó, rừng cái khu rừng đó lúc nãy đi ngang á là rừng được trả tiền á, các dịch vụ môi trường người ta trả tiền để bảo vệ nó. Đó, quý vị thấy ra ngoài này là mảng trống cao su rồi không? Cái khu đó là được, thường là được các tổ chức ngo là tổ chức phi chính phủ á, tổ chức môi trường xanh rồi hay là UNESCO đó, người ta chi trả tiền để bảo vệ. Đi ra đây thấy nhà dân là biết để coi nó thuộc huyện gì.
Tân Châu này tôi đi cách đây mấy chục năm rồi, từ thời điểm năm 2000. Bây giờ tôi không nhớ gì hết. Và tôi nhớ hồi xưa đường đá lõm chõm, nhà dân thì thưa thớt. Nhưng mà cái vùng rừng này nãy giáp ranh với Bình Phước thì tôi chưa đi. Tôi chỉ đi từ Hòa Thành á, từ thành phố Tây Ninh đi xuống. Tân Thành 12, một bản đi Cà Tâm 15, đi thẳng Cà Tâm. Úi xa, bán đồ của Noel còn lại. Sứa Ngô, Tân Châu, Tây Ninh. Đây là xã Suối Ngô. Quý vị, ta đang thi công làm con đường nè quý vị. Đường tỉnh lộ quá ngon. DT785. Ngon hơn rất là nhiều quốc lộ ở Việt Nam. Ngon hơn nhiều đoạn ở quốc lộ 1 luôn. Đường đã không? Đường rộng. Người ta đang mở rộng hai bên đường đó. Ta để những tụ bê tông đó, giờ ta đã đổ đất rồi đó, để mở rộng con đường ra đó. Đến cái đoạn này nó vẫn nằm trong cục xã Số Ngô, cầu Bổ Túc. À, đến khu Bổ Túc rồi quý vị. Vẫn đường trên cái tỉnh lộ 785 này, bắt đầu đường nó nhỏ lại. Chưa thấy có sự quy hoạch sửa chữa. Đây là, ở đây nó thuộc nông trường cao su Bổ Túc. Đây nè, cao su bạc ngàn nè. À, ra đây nè, ra đây làm lại nè, có nè làm nè. Nhưng mà không làm lớn, đây bên tay phải nè. Nông trường cao su Bổ Túc. Cao su không gì bằng Bình Phước đâu. Phước cao su dữ dằn lắm. Đây nó nghe cái mùi mủ cao su nó bốc ra nồng nặc luôn. Cái nông trường cao su chắc nó cái nhà máy chế biến cao su cũng gần đâu đây. Phía trước là công nhân cao su đó bà con. Nó dài ghê không? Dài khuất tầm nhìn luôn đó. Đó mấy cái đó là mấy cái ta chở mũ đó, ta cạo mũ đó, giờ ta chở về đó. Ta đi làm từ khuya. Giờ ta về đó. Ra đây là một cái đường lớn ghê ta. Trái vào tỉnh lộ 785, đường tỉnh 785. À, vậy là vẫn đi theo cái tỉnh lộ 785 này.
khu này khu gì? Thị trấn Tân Châu. À, khu này khu thị trấn Tân Châu thì nó sung. Massage chân được tá lả. Thị trấn Tân Châu nha bà con. Cái vùng này là hồi xưa tôi đi rồi đó, cách đây mấy chục năm hay chứ. Tân Đông, Tân Châu. Đây 20 năm tôi đi rồi đó mà giờ không thể nào nhớ nổi. Lâu quá rồi mọi sự thay đổi. T785 con nhận ngon thì chứ, chỉ có một khúc đi vô bổ túc đó là cái nông trường bổ túc là còn nhỏ thôi, còn là bự 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 khác. Khu này là chợ Tân Hội của huyện Tân Châu. Hướng tôi đi là lên cửa khẩu Sa Mát nha bà con. Từ cái thành phố Đồng Xoài á mà đi lên cái cửa khẩu Sa Mát á, theo cái chỉ Google Maps này chỉ á, là đi 130 cây số. Đó là thành phố Đồng Xoài đi lên Hấn Quảng, đi theo cái đường DT754 hay 752 gì đó, 754, đi qua Hấn Quảng, đi theo dọc cái Tống Lê Chân, qua cái cầu Sài Gòn giáp ranh với huyện Tân Châu, theo Tân Châu đi 785, đi thẳng rồi tới 783 thì quẹo, sắp sửa tới 783 nè, còn một cây sạc 1,6 cây là tới 783 nè, là quẹo lên hướng là hướng cửa khẩu Sa Mát. Tiếp tục trên cái tỉnh lộ 785, đường rất ngon và đẹp, thấy có rất nhiều bảng hạn chế đi đúng tốc độ, thành thử không dám chạy nhanh, chạy nhanh công an lụm nữa mệt lắm. Cây này là cây hoàng, để có hoàng yến nghe lo kèn, chạy qua nhanh quá không thấy, hai cây nó hơi giống giống nhau. Đồng bon NT nước trong là cái gì không biết. Thành phố Tây Ninh 38 km, nếu mà đi thẳng từ đây đi thẳng lên thành phố Tây Ninh 38 km, bây giờ quẹo qua tỉnh lộ 783 để đi lên cửa khẩu Sa Mát. Đây 783, tỉnh lộ 783, nhưng chỉ là vài trăm mét đầu tiên chưa biết được, mà từ đây lên chắc nó nhỏ luôn quá, từ đây lên cửa khẩu Sa Mát 28 cây thôi. Từ Bình Phước mà qua Tây Ninh đi theo cái đường này nó khỏe nha bà con, chạy một lèo 100 cây số luôn nó khỏe ra, nó không nghe mệt mỏi gì hết, tại vì nó mát, đường thì ngon, không khói bụi, rừng cao su nó che, rừng cây nó che, cây cối nhiều, nó bắt rồi à, chạy khỏe ra à.
trăm cây đó, mà tôi thấy vẫn bình thường, chả có gì mệt mỏi cả. Chứ đi mà ngoài quốc lộ xe cộ nó căng thẳng luôn, là đuối luôn á, đi 100 cây là đuối luôn á. Chạy cái đường này hoài cái nó giáp ra cái quốc lộ 22B cái đi lên cái cửa khẩu Samad. Này là đi thẳng luôn nè, thấy chị Google Maps đi thẳng luôn nè, qua chỗ ngã tư này. Thành phố Tây Ninh 26 cây, Chằng Riệp 19 cây, à đi về tay phải là đi, về tay phải là đi về Chằng Riệp đó quý vị, tức là đi về cửa hướng bên cửa khẩu Chằng Riệp đó. Cái này mình đi, cái này tôi đi lên Sa Mát tôi chơi đã, rồi cái tôi theo cái đường vành đai biên giới, tôi đi dọc trở về Bình Phước là nó sẽ đi qua những cái cửa khẩu Chằng Riệp rồi đó, đạp cấm rồi đó, rồi cái đường gọi là cái cầu vành đai biên giới ngay chỗ thượng nguồn sông Sài Gòn đó. Cái bên này là người ta trồng củ mì đó quý vị, tôi thấy bên này là trồng lên rồi, một số nơi tôi đi tôi thấy người ta đang làm canh tác đất. Đúng là vùng quê của Tây Ninh nha bà con. Đến đây nhìn thấy đã đẹp. Qua những cái làng xóm nho nhỏ xã của huyện Tân Biên. Nó còn khoảng 7-8 cây nữa thôi là nó tới quốc lộ 22B. Xong là quẹo là lên cái cửa khẩu quốc tế Samad đó. Không lái rượu xe á, đã uống bia rượu không được lái xe, bây giờ người ta phạt cái nồng độ cồn ghê lắm. Thấy người ta canh tác, ta trồng củ mì với lại bắp khá nhiều, ta đang làm đất để ta trồng bắp đó, là trồng củ mì đó, một số cái đã trồng lên rồi đó, củ mì đó quý vị, mì Ấn Độ. Tây Ninh này thì nó có nhà máy bột mì mà nổi tiếng mà, ở bên nhà máy tinh của mì á, chứ không phải là bột mì lúa mì nha bà con. Rồi mía là cũng là trâm, bò cũng là trâm, thịt bò Tây Ninh cũng là trâm. Cái tỉnh lộ 783 của Tây Ninh này nó đẹp thiệt chứ, con đường nó hơi nhỏ thôi, thẳng tắp luôn. Cao su với tràm nó khủ ra ngoài.
rưỡi. Chỗ này là 5 cây nữa là tới quốc lộ 22B rồi quẹo lên. Quẹo lên thêm 7 cây nữa là tới. Tới cửa khẩu Samat. Dân Việt Nam đi qua Cambodia cũng hay đi cái cửa khẩu Samat này nè. Nó cũng là cửa khẩu quốc tế, ngoài cửa khẩu Mộc Bài. Đó là phía ngoài lúa đó, ngoài đắp trắng trắng đó, đắp trắng này đó là người ta trồng củ mì đó quý vị. Mấy hàng bắt đầu vô trong rồi, cao su. Đường đã. Mấy cái xe đó là xe người ta chế ba bánh để chở chở mũ tươi đó bà con, chở củi luôn. Cầu Suối Mây. Đường đi lên biên giới mà nó phải tùm quan sơ chứ. Củi này là củi, củi này là củi cà phê hoặc là củi cao su đó quý vị. Quên xin lỗi, củi điều hoặc củi cao su đó, thường là củi cao su. Mấy cái cao su, mấy cái cao su nó ngã hoặc là nó đến cái tuổi hết khai thác rồi người ta chở. Trước mặt quý vị là chỗ cái xe nó che khuất đó là quốc lộ 22B đó quý vị. Về tay phải để mình đi lên cái cửa khẩu Samat. Đó là quốc lộ 7783 này. À, chữ Samat 7 cây, Tân Biên 7 cây. Tới quẹo phải lên Samat, quẹo trái về Tân Biên 7 cây. Đó về cái thị trấn là cái trung tâm huyện Tân Biên đó, còn đây là đi lên Samat. 7 cây nữa là tới Samat.
điêu xe, có nghĩa là trung ương cục, cái đường này đi vô trung ương cục luôn nè quý vị. Đây lẽ trái vô cái cửa khẩu xe mát, mình quẹo vô mình dòm coi cái cửa khẩu như thế nào rồi mình đi ra. Xa, xe container quá trời luôn. À đây cái cửa khẩu xe mát đây bà con, giáp luôn, tức là nó sát ra ngoài đường đây. Thôi mình đi ra nha bà con, mình đâu có đi qua bên Cambodia mà. Thử nè, cửa khẩu quốc tế Sa Mát, người ta đi qua bên cửa khẩu này cũng khá nhiều.